Hai Phương xin chào mọi người. Hôm nay mình có một số máy câu Nhật Bãi muốn giới thiệu đến mọi người. Giá đã mình báo trên video, giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con dòng Shimano nha. Con này nó sẽ là một con Shimano Holiday Spin 2000. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Malaysia xuất nhập nha mọi người. Ngoại hình tổng quan nhìn chung rất là sáng và đẹp luôn. Con này thì tầm ở ngoài tầm khoảng cỡ 90% nha, rất đẹp luôn nha mọi người. Cối của nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay này là tay quay kim loại. Máy ở ngoài khá nhỏ và gọn và cầm thì khá là chắc tay luôn. Ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy. Tay quay thì mình đổi tay trái hay tay phải gì đó đều được nha. Ở đây thì nó có chạm cước. Còn về thông số cước của máy thì mình sẽ có là cước số 2 nha, mình sẽ vào được là 150m. Con này sẽ là size 2000. Đây nha mọi người, cước 2 mình sẽ vào được là 150m, size máy là 2000. Đây là phần nắp. Lăng sáng bóng nha, lăng sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Ở đây thì mình thấy có chặn cước nha, tiếng lưỡi gà thì sẽ như vậy. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha. Tay quay nó sẽ dạng gập, mình bấm nút ở đây, gập lại, sử dụng mình mở ra. Đổi tay trái phải đều được nha. Máy chạy, máy chạy rất là mượt mà luôn. Chút chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều, đảo chiều êm ru. Dòng này thì rất bền nha mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Shimano Holiday Spin 2000, size máy 2000, hàng của Malaysia xuất nhập nha. Và con này sẽ có giá là 400k, con số 1 400k. Tiếp theo mình đến với con số 2. Số 2 mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là một con dòng của Daiwa nha. Con này tên của nó sẽ là Daiwa Regard S 2000B. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan xuất qua thị trường Nhật nha. Ngoại hình tổng quan thì máy ở ngoài khá và nhỏ và gọn như thế này nha. Máy ngoài khá nhỏ gọn. Đẹp thì tầm 90 đến 95 nha, ở ngoài rất, nói chung nhìn chung còn mới lắm á mọi người. Con này cối của nó sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại. Máy ở ngoài rất sáng và đẹp nha, tầm 90 đến 95. Ngoại hình thì như vậy, máy nhỏ gọn. Tay quay đổi trái hay phải gì đó đều được nha. Còn về thông số cước của máy thì để mình coi thử. Thông số cước của máy nó sẽ có là cước số 2, mình vào được là 150m. Con này size 2000 nha. Cước 2 150m, size máy là 2000. Ở đây có chặn cước. Phần nắp nha. Lăng sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy nha mọi người. Tiếng lưỡi gà của máy rất là thanh luôn. Tay quay thì mình đổi trái hay phải đều được nha. Cối này sẽ là cối carbon, thân carbon, tay quay này là kim loại nha. Dạng gập mình bấm nút ở đây, gập lại, sử dụng mình mở ra. Đổi trái hay phải đều được nha. Máy chạy, máy chạy mượt mà. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều, đảo chiều êm ru nha mọi người. Máy quay tới, máy rất là mượt luôn á. Và con này nó sẽ là một con Daiwa size 2000 nha. Một con Daiwa size 2000, hàng Thái Lan xuất Nhật, máy nhỏ gọn. Giá của nó sẽ là 370k nha mọi người. Con số 2, 370k. Tiếp theo mình đến với con số 3 nha. Số 3 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là dòng Shimano. Thì con này nó sẽ là một con Shimano Nasi nha mọi người. 2500, đây là tên máy nhé. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Malaysia xuất qua thị trường Nhật. Dưới này nó có, sẽ có chữ Nasi nha. Ở trên này có một cái tem. Đây có chữ Nasi. Và đây là Malaysia nha mọi người. Malaysia xuất Nhật. Ngoại hình máy thì nhìn chung sáng nha. Và có trầy xước theo năm tháng. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Thân này là thân carbon. Tay quay này là tay quay kim loại. Con này có nút châm dầu chỗ này nha. Ngoại hình tổng quan của máy thì sẽ như vậy. Ngoại hình tổng quan của máy nè mọi người. Đây, ngoại hình tổng quan nha. Máy thì nó cũng sẽ có trầy xước theo năm tháng nha mọi người. Nhìn chung sáng vẫn có trầy xước theo năm tháng. Tay quay mình đổi trái phải đều được nha. Đây là phần lăng. Ở đây thì có chặn cước. Còn về đây là thông số của nó thì nó sẽ có thông số là fluoro nha mọi người. Thì fluoro của nó số 2 mọi người sẽ vào được là 140m nha. Còn đây là BE, thông số BE thì
PE1.5 mọi người sẽ vào được là 160 m. Còn thông số cước ni lông là cước mình hay sử dụng nha. Cước ni lông mình hay sử dụng thì cước 2.5 mọi người sẽ vào được là 150 m. Có này size 2500 nha, size máy 2500. Ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy. Đây là phần lăng, phần cối nha mọi người. Đây là sẽ là phần cối của máy. Ở đây thì nó sẽ có là chặn cước nha. Ở đây thì nó sẽ có chặn cước. Đây là phần nắp. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Tiếng lưỡi gà thì rất là thanh luôn nha mọi người. Tiếng lưỡi gà nó sẽ thanh như vậy. Tay quay thì mình đổi tay trái hay tay phải gì đó đều được nha. Tay quay trái phải đều được. Máy chạy nè. Máy chạy mượt mà. Con này có chế độ chặn là dừng liền như thế này nha. Nó chặn, mình chặn là nó sẽ dừng liền như thế này luôn. Đảo chiều mình sẽ bật ở đây nha mọi người. Đảo chiều nha. Đảo chiều ok. Máy quay tới ok. Và con này thì nó sẽ là một con Shimano Nasi 2500 nha. Con này thì nó có nút châm dầu ở đây. Khi mà mình chặn thì nó sẽ dừng liền luôn. Hàng của nó sẽ là hàng Malaysia xuất qua thị trường Nhật. Máy thì vẫn có trầy xước theo 5 tháng. Thì con này nó sẽ có giá là 600k nha. Con số 3, 600k. Tiếp theo mình đến với con số 4 nha. Số 4 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là một con máy rất đẹp đúng không mọi người. Con này nó sẽ là một con Shimano nha. Shimano Ultera 1000 nha. Đây là tên máy. Con này hàng của nó sẽ là hàng của Japan nha. Và con này đẹp tới 98% nha mọi người. Ở ngoài rất sáng và đẹp luôn á. Máy thì ở ngoài khá là nhỏ nhưng mà cầm rất là chắc và nặng tay luôn. Con này á thì cối của nó sẽ là cối kim loại. Tay quay này là kim loại. Chỗ núm tay quay này là bằng gỗ nha mọi người. Và cái này thân của nó sẽ là thân carbon. Thân carbon như vậy. Ngoại hình máy ở ngoài thì khá là nhỏ và gọn. Con này đẹp tầm 98% nha. Nói chung là nhìn ở ngoài nó còn rất là mới luôn á. Ngoại hình thì sẽ như vậy. Ở ngoài nhìn mới lắm mọi người. Tay quay mình đổi tay trái hay phải gì đó đều được. Con này thì nó sẽ chạy hai bạc đạn nha. Hai bearing, hai bạc đạn. Còn về thông số của nó thì mình sẽ có thông số cước như vậy. Con này cước 1.5 mình sẽ vào được là 130 m nha. Cước 1.5 130 m. Cước số 2 là 100 m. Thì con này size của nó sẽ là size 1000-1500 nha. Ở đây thì có chặn cước nè. Ở đây thì cũng vẫn là thông số cước nha mọi người. Thì là cước 1.5 mình sẽ vào được là 130 m. Con này size 1000-1500. Đây là phần cối của nó nha. Phần cối của nó thì sẽ như vậy. Đây là phần nắp nha. Shimano lăng sáng bóng nha mọi người. Lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy nha. Tay quay thì mình đổi tay trái hay phải đều được nha. Cối này là kim loại, tay quay kim loại, thân là thân carbon. Tay quay mình đổi trái hay phải đều được. Tay quay nó sẽ là dạng gập nha. Thì mình bấm nút ở đây, mình gập lại thôi. Sử dụng thì mình mở ra nha. Đổi trái hay phải đó tùy mọi người. Chạy là chạy hai bạc đạn. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều siêu êm luôn á. Máy quay tới mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Shimano Ultera 1000. Thì con này size của nó size 1000-1500. Chạy là chạy hai bạc đạn nha mọi người. Chạy hai bạc đạn, hàng Japan. Đẹp thì tầm 98% nha. Thì con này nó sẽ có giá là 800k. Con số 4, 800k, Japan. Rồi tiếp theo mình đến với con số 5. Số 5 mình muốn giới thiệu với mọi người thì nó sẽ là một con dòng của Daiwa nha. Đây, con này sẽ là dòng của Daiwa như vậy nha mọi người. Con này là dòng của Daiwa. Tên của nó thì sẽ là Worldspin 4000 nha. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nam xuất nhập. Việt Nam nha mọi người, hàng Việt Nam xuất nhập. Ngoại hình tổng quan thì nhìn chung sáng nha. Có trầy xước một vài chấm theo 5 tháng. Nói chung đẹp thì chắc cũng tầm 90 á mọi người. Đẹp chắc cũng tầm 90. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Tay quay này kim loại nha. Thân nó sẽ là thân carbon nha. Nó sẽ có một màu vàng óng ánh như thế này nha. Ở ngoài thì nó sẽ có một màu vàng óng ánh như vậy luôn. Giống như mình quay trong clip nha. Ngoại hình tổng quan thì sẽ như vậy. Tay quay mình đổi trái hay phải gì đó đều được nha. Ở đây thì sẽ có chặn cước. Ở cối thì mình thấy nó có in chữ ABS như thế này. Tên là 4000 nha.
Còn về thông số cước của nó thì nó sẽ có thông số cước khác với cái tên mọi người. Ở đây là tên 4000, thông số cước là cước 6, mình vào được là 150m. Thì con này size của nó sẽ là size 6000 nha. Size 6000, tên 4000, size 6000, cước số 6 mình vào được là 150m, size 6000 nha. Ở bên này nó cũng có thông số cước này mọi người, cước 6 150m. Phần cối thì sẽ như vậy nha, phần cối như vậy. Đây phần cối nè. Phần nắp. Lăng nha, lăng sáng. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của máy mọi người. Tiếng lưỡi gà của nó thì sẽ như vậy này. Đây, tiếng lưỡi gà của nó thì nó sẽ thanh thanh như thế này. Tay quay thì mọi người đổi tay trái, tay phải gì đó đều được nha. Tay quay trái phải gì đó đều được hết. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Con này khi mình chặn là nó sẽ dừng lại liền như thế này luôn nha. Chặn là dừng lại liền. Đảo chiều nha. Đảo chiều mọi người bật phía dưới này. Đảo chiều êm nha. Đảo chiều êm. Còn cái này khi là quay tới nha mọi người. Máy quay tới thì mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Daiwa nha. Daiwa World Spin 4000. Size của nó sẽ là size 6000. Hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Và con này nó sẽ có giá là 670k. Con số 5, 670k. Tiếp theo mình đến với con số 6 nha. Số 6 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ qua đến dòng Daiwa nha. Con này nó sẽ là một con Daiwa đu chuột. Daiwa Regard S3550B. Đây là tên nha. Thì hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan, xuất qua thị trường Nhật nha mọi người. Thái Lan như thế này, xuất qua thị trường Nhật. Ngoại hình tổng quan của nó nhìn chung sáng, có trầy xước theo năm tháng nha. Cối này sẽ là cối carbon, thân carbon. Tay quay này là tay quay kim loại nha. Máy ở ngoài thì nó sẽ như vậy, chắc cũng gọn gọn giống như thế này nha mọi người. Cối carbon, thân carbon, tay quay kim loại. Ngoại hình thì nhìn chung là thấy sáng và cũng có trầy xước theo năm tháng. Con này thì nó sẽ có chặn cước ở đây nha. Chặn cước nè, ngoại hình tổng quan thì như vậy. Tay quay thì mọi người đổi tay trái, tay phải gì đó đều được hết nha. Tay quay trái phải đều được hết. Và con này thì nó sẽ có thông số cước là cước số 5. Mọi người vào được là 150m. Cước số 6 120m. Thì con này size của nó sẽ là size 5000 nha. Cước 5 150m, size máy là 5000. Đây là phần nắp nha. Lăng sáng bóng như thế này. Lăng sáng bóng. Và cước hoạt động tốt. Và con này thì nó sẽ xả mô bin phía sau như thế này nha. Đây, mình sẽ xả mô bin phía sau như thế này. Tiếng lưỡi gà nha mọi người. Một con máy sống, lưỡi gà hoạt động tốt. Tiếng lưỡi gà của máy. Mình xiết mô bin cũng sẽ xiết phía sau như thế này nha. Tay quay thì đổi trái hay phải đều được nha. Tay quay sẽ là dạng gập, mình bấm nút ở đây. Gập lại, sử dụng mình mở ra. Đổi tay trái phải đều được. Máy chạy. Máy chạy mượt mà. Chút chặn. Hoạt động tốt. Đảo chiều. Đảo chiều mượt nha. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Daiwa đuôi chuột nha mọi người. Size máy thì sẽ là size 5000. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan nha. Hàng của Thái Lan xuất qua thị trường Nhật. Và con này nó sẽ có giá 500k nha. Con số 6 500k. Tiếp theo mình đến với con số 7 nha. Số 7 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ qua đến một dòng Olympic nha mọi người. Con này nó sẽ là một dòng Olympic. Let's go 400 nha, đây là tên nha, size thì tí nó sẽ khác. Con này thì size của con này chạy của nó sẽ là chạy hai bạc đạn nha, hai bearing. Hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha, Olympic Japan. Dòng này thì rất là bền rồi. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Thân kim loại, tay quay này là tay quay kim loại, chạy hai bạc đạn. Ngoại hình thì nói chung mình thấy khá sáng á mọi người, chắc cũng tầm 90 á. 85-90 rất sáng và đẹp luôn nha. Mình cứ tính vậy cho dễ nha, 85-90 gì đó. Nhưng mà thật sự nó rất là sáng và đẹp luôn. Bên này mình thấy có chữ là Olympic nha. Ngoại hình thì như vậy. Tay quay thì mọi người đổi trái hay phải gì đó đều được. Con này size của nó sẽ là size 6-7000 nha. Nói chung là size nó cũng tầm 7000 đó mọi người. Ở đây nó không in thông số cước, size máy thì tầm 7000. Đây là phần nắp nha. Thấy ở đây cũng có chữ Olympic nè. Lăng sáng bóng. Gạt cước hoạt động tốt. Mà gạt cước con này mình thấy cũng khá dài, rất là chắc luôn á.
Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy nhé. Và con này thì nắp và cố nó sẽ dính liền với nhau, nên khi mà mọi người mở cái này hết cỡ nhé, thì mọi người sẽ mở được phần cố. Đây là bên trong nha, mở hết cỡ thì sẽ mở được phần cố như vậy. Và cái này thì mình gắn lại, thì mình sẽ vặn cái này xuống nha mọi người, là nó tự động nó khóa lại nha. Đây, thì nó tự động khóa lại là mọi người rị là nó cũng không có ra luôn nha. Cái lúc này mình xả mô bin thì mình cứ xả mô bin xài bình thường thôi nha. Còn khi nào mà mọi người mở hết cỡ cái nắp này luôn á, mở hết cỡ cái nắp này thì nó sẽ mở được cái cối. Tay quay mình đổ trái hay phải đều được nha. Và tay quay nó sẽ là tay quay dạng gập. Thì mọi người vặn cái này tới nè, mình gập lại như thế này. Rồi mình sử dụng thì mở ra, mình vặn theo chiều ngược lại. Đổ tay trái hay tay phải gì đó đều được nha. Tay quay trái phải đều được, máy chạy. Con này đúng chuyển động siêu mạnh mẽ mọi người, nghe cái tiếng máy của nó rất là khỏe luôn á. Chúc rằng hoạt động tốt, đảo chiều nha, đảo chiều êm ru. Cái này là quay tới nha. Con này nghe tiếng máy rất là khỏe luôn. Và con này nó sẽ là một con Olympic Let's Go nha. Chạy là chạy 2 bạc đạn, size thì tầm 7.000, hàng Japan. Thì con này nó sẽ có giá là 850k, con số 7 850k. Tiếp theo mình đến với con số 8 nha. Số 8 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ là một con dầm Shimano. Con này nó sẽ là một con Shimano nha mọi người, Carbon Matic GT Special nha, dòng đặc biệt 4.000. Đây là tên nha, size thì tí mình sẽ báo sau. Con này hàng của nó thì sẽ là hàng Japan nha mọi người, Japan như thế này. Và ngoại hình con này thì nói chung là nhìn chung rất sáng và đẹp luôn nha. Chắc cũng tầm 85 và trên thế nữa mọi người. Nhưng mà thôi mình cứ tính là tầm 85-90 cho dễ nha. Thì con này cố của nó sẽ là cố carbon, dành cho thích size, gọi là size cũng lớn và nhẹ nha. Thì con này cố của nó sẽ là cố carbon, thân carbon, tay quay này là tay quay kim loại. Chỗ núm tay quay sẽ là núm gỗ như thế này nha. Ngoại hình tổng quan nhìn chung khoảng 85-90 nha, sáng và đẹp. Dòng special đặc biệt nè mọi người. Phía sau nè, tay quay thì mọi người đổ trái hay phải gì đó đều được. Con này chạy là chạy 3 bạc đạn nha, 3 bevarin. Dòng carbon nè mọi người, 3 bevarin. GT 4000 là tên nha, special đặc biệt cũng là tên luôn. Ở đây là chặng cước. Còn về thông số cước nó sẽ có thông số như vậy. Về cước số 6 mọi người sẽ vào được 200m. Cước số 8 mọi người vào 150m. Thì con này size của nó sẽ là size 8000 nha. Cước 8 nè, 150m, size máy là 8000. Cước 6 mình vào 200m, size máy là 8000. Cước 8 150m. Đây là phần nắp nha, nắp thì mình thấy có chữ Shimano như vậy. Lăng đá sứ nha, sáng bóng luôn. Gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt, đây là tiếng lưỡi gà của máy nha. Tiếng lưỡi gà thì rất là to luôn á. Đây là tiếng lưỡi gà rất là to và thanh. Con này chạy 3 bạc đạn luôn, dòng carbon, size 8000, gọn, nhẹ. Tay quay nó sẽ là tay quay dạng gập nha. Thì mình bấm nút ở đỏ ở chỗ này là mình gập lại, sử dụng mình mở ra. Đổi tay trái phải đều được, tay quay là kim loại, cối thân này là carbon. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt nha mọi người. Máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều êm ru luôn nha. Đảo chiều êm nè. Quay tới nha. Quay tới mượt mà. Và con này thì nó sẽ là một con Shimano, dòng carbon, chạy là chạy 3 bạc đạn, size máy là 8000. Hàng là hàng Japan nha mọi người, hàng Japan, cối thân carbon, tay quay kim loại. Giá của nó sẽ là 850k nha. Con số 8, 850k. Tiếp theo mình đến với con số 9. Số 9 thì mình đến với một dòng đua chuột có cốt trợ lực. Thì con này nó sẽ là dòng của thương hiệu Daiwa nha, Daiwa. Tên của nó sẽ là GS750RD Sportline nha. Thì con này hàng của nó thì sẽ là hàng Japan nha mọi người, hàng Japan. Đẹp chắc tầm khoảng cỡ 90 nha, 90 đến có khi là 95 luôn mọi người. Nhìn con này ở ngoài rất mới luôn á, nhìn ở ngoài rất mới luôn. Con này cố của nó thì sẽ là cố carbon, thân này là thân carbon, tay quay là tay quay kim loại. Máy ở ngoài thì sẽ sáng và đẹp nhờ, rất là nhỏ và gọn ha. Đây ngoại hình tổng quan này. Con này chạy của nó sẽ là chạy 3 bạc đạn nha mọi người, chạy 3 bạc đạn, 3 bevarin. Ở ngoài thì cũng khá là gọn và nhẹ mọi người. Đây ngoại hình nè, nói chung là cũng đẹp tầm 90-95 gì đó. Radio cao nha, radio tới 1.5.3 luôn, là radio khá là cao, 1.5.3. Tay quay đổi trái hay phải đều được. Ở đây thì mình sẽ có chặn cước. Còn về thông số cước của nó nha, thì mình sẽ có là cước số 2 200m, cước số 3 150m. Con này size của nó sẽ là size 3000 nha.
Bước 3 này nè, 150m size 3000. Đây là cái phần chỗ cối, ở đây thì chặn cước. Ở đây thì tem mình thấy có cái tem cối ở như thế này. Đây là phần nắp nha. Máy rất là đẹp luôn. Gạt cước hoạt động tốt. Con này thì mình sẽ xả mô bin phía sau như thế này nha. Dòng lưu trụ mình sẽ xả mô bin phía sau như vậy. Đây. Đây là cái tiếng lưỡi gà của nó nha mọi người. Tiếng lưỡi gà nè. Tiếng lưỡi gà của máy. Một con mô bin sống nha, lưỡi gà hoạt động tốt. Và khi mình tiếp mô bin mình cũng sẽ xiết phía sau nha. Mọi người muốn mở cối thì mọi người sẽ mở như vậy. Mình sẽ nhấn cái nút ở đây. Mình mở ra nha. Thì bên trong nó có cốt trợ lực luôn nha. Con này tuy nhỏ thôi, size 3000 thôi. Tên là 750, size là 3000. Có cốt trợ lực như thế này luôn. Đây là bên trong của cái cối nha. Đây bên trong nè, đây là phần cốt trợ lực của nó. Mình gắn thì mình cứ gắn như thế này vào nha mọi người, thì nó tự động nó vô khớp á. Đây, mình gắn cái này vào là nó tự động nó vô khớp nha, là nó cứng lại như thế này. Còn khi mà mọi người muốn xả mô bin thì mình sẽ xả phía sau như thế này. Đây là mô bin, nó sẽ xả mô bin như thế này. Còn xiết mô bin sẽ mình sẽ xiết phía sau nha. Tay quay thì mình đổi tay trái tay phải đều được. Tay quay nó sẽ là dạng gập. Mình bấm nút ở đây, gập lại, sử dụng mở ra, đổi trái phải đều được nha. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt. Chốt chặn hoạt động tốt. Đảo chiều êm ru nha mọi người. Máy quay tới mượt mà. Và con này thì là một con cũng khá là đặc biệt ha. Con này nó sẽ là một con dòng Daiwa đuôi chuột. Size máy sẽ là size 3000 nha. 750 này chỉ là cái tên nha mọi người. Size máy sẽ là size 3000. Dòng đuôi chuột của Daiwa. Ratio cao 15.3. Chạy 3 bạc đạn, có cốt trợ lực. Hàng da ban nha. Ngoại hình thì còn rất sáng và đẹp luôn. Con này nó sẽ có giá là 1 triệu nha. Con số 9, 1 triệu. Tiếp theo mình đến với con số 10 nha. Số 10 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ qua đến một con rất đẹp luôn mọi người. Không biết con này nó đẹp bao nhiêu phần trăm luôn á, chứ nó nhìn mới quá. Đây thì dòng này nó sẽ là dòng kit nha. Đây mọi người sẽ thấy nó rất đẹp luôn ha. Con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Daiwa. Tên đầy đủ của nó sẽ là Fame Kit 2500 nha. Con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Thái Lan, xuất qua thị trường Nhật nha mọi người. Ở đây nó sẽ có chữ là Thái Lan nè. Thái Lan, xuất qua thị trường Nhật nha. Và về độ đẹp của nó, con này nói chung là đẹp tới 98%. Ở ngoài rất là đẹp luôn. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại nha. Thân của nó thì sẽ là thân hợp kim đó mọi người. Cối này là cối kim loại, thân hợp kim. Tay quay này sẽ là tay quay kim loại nha. Ngoại hình tổng quan của máy. Máy ở ngoài thì cũng khá là gọn thôi nha, chứ không có to gì lắm đâu. Máy ở ngoài thì cũng khá là gọn thôi. Ngoại hình thì đẹp tầm 98% nha. Rất đẹp luôn đó mọi người. Chung là đẹp từng chi tiết luôn á. Ở đây thì mình thấy có chữ là kit fem nè. Tay quay thì mình đổi tay trái hay phải đều được nha. Thiết kế ở đây thì nó bo nhọn ở đây rất là đẹp luôn. Nhìn giống như cái đầu con cá mọi người ha. Xong chỗ này có con mắt nè. Còn về thông số cước, con này thì tên của nó sẽ là tên 2500 nha. Chứ còn về thông số cước của nó sẽ khác lắm. Đây thông số cước của nó thì sẽ nằm ở đây nè. Thì thông số cước của nó nha, là cước số 2 mình vào được 200m, cước số 3 150m. Thì con này size của nó sẽ là size 3000 nha mọi người. Cước 3 150m, size là 3000, tên 2500, size 3000. Cước 3 150m như thế này. Phần cối thì sáng bóng luôn, phần cối này xứng đáng 10 điểm ha. Rất đẹp luôn. Đây là phần nắp. Lăng mạ vàng sáng bóng nha mọi người, lăng mạ vàng sáng. Phần cối thì phối giữa màu trắng và màu vàng như vậy. Gạt cước thì mình thấy khá là dài nha. Ở ngoài mọi người sẽ thấy nó rất là dài luôn á. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy sống lưỡi gà hoạt động tốt. Đây là tiếng lưỡi gà của con này nha mọi người. Tiếng lưỡi gà của máy khá là thanh. Đây tiếng lưỡi gà của nó thì sẽ như vậy nè. Tiếng lưỡi gà của máy thì rất là thanh luôn á. Và con này thì nó có cốt trợ lực luôn nha. Cốt trợ lực thì mọi người sẽ mở cái nắp này ra. Máy nhỏ có cốt trợ lực luôn. Đây mọi người mở cái nắp này ra nha. Đây cái nắp của nó bên trong thì nó sẽ như vậy. Bên trong của nó nha, từng cái chi tiết một thì nó sẽ như vậy nha mọi người. Đầu tiên nó sẽ như vậy. Và đây là cái phần cốt trợ lực mà mình nói nha. Thì con này tuy nó nhỏ và cốt trợ lực nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi. Cốt trợ lực này bên trong thì rất là đẹp luôn. Cốt trợ lực nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn đây là phần cối của nó nha mọi người. Bên trong cối nè. Đây, rất đẹp. Tiếng lưỡi gà của máy sẽ như vậy.
Con này ở ngoài rất là đẹp luôn á. Nhìn nó mới lắm. Đây, khi mà mình gắn cối vào nha. Rồi xong đây là phần nắp của nó. Đây, khi phần nắp thì mọi người sẽ gắn ở đây nha. Gà cước thì lúc nãy mình có báo rồi nha. Gà cước thì nó sẽ dày như thế này. Tay quay thì mọi người đổi trái phải đều được nha. Tay quay thiết kế rất là đẹp, đổi trái phải đều được. Máy chạy nha. Con này nói chung là ở ngoài mọi người sẽ nói là cảm nhận được là cái độ êm của nó, nó siêu êm luôn á, chứ không phải gọi là êm nữa, rất êm nha. Con này thì có chế độ khi mà mình chặn á mọi người, là nó dừng liền như thế này nha, nó dừng liền như thế này luôn. Đảo chiều nha. Đảo chiều cũng siêu êm. Máy quay tới. Rất mượt luôn á mọi người. Và con này thì nó sẽ là một con kit frame 2500. Đây là tên nha, size của nó sẽ là size 3000. Đẹp tầm 98% nha mọi người. Hàng của nó sẽ là hàng của Thái Lan xuất Nhật. Cái này thì mình quay một vòng lướt cho mọi người coi lại vẻ đẹp của nó nha. Hàng của Thái Lan. Hàng của nó sẽ là hàng của Thái Lan xuất Nhật. Và con này nó sẽ có giá là 1,8 triệu nha. Con số 10, 1,8 triệu. Có cúc trợ lực nha. 10, 1,8 triệu. Tiếp theo mình đến với con 11 nha. 11 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ đến với một con dòng gì đây? Con này nó sẽ là dòng của Daiwa nha. Tên của nó sẽ là Daiwa Spotlight ST2000X. Như mình nói đây là tên nha. Size nó rất là khác, tính mình sẽ báo sau. Con này hàng của nó thì sẽ là hàng của Japan nha. Ngoại hình thì đẹp chắc cũng tầm khoảng cỡ 85-90 gì đó. Ở ngoài đẹp lắm, nói chung sáng nha mọi người. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Thân này kim loại, tay quay này là tay quay kim loại. Ở ngoài đẹp tầm 85-90 gì đó. Máy rất sáng và đẹp luôn. Đây là phần dưới của nó. Tay quay mọi người đổi trái hay phải gì đó đều được nha. Tay quay trái phải đều được. Như mình nói 2000 là cái tên rồi, thì size của nó là bao nhiêu đây? Thì là cước số 7. Mình vào được 170m. Thì con này size của nó sẽ là size 7000 nha mọi người. Size 7000. Đây là phần cối nha. Phần cối thì mình thấy nó khá là sáng đẹp. Đây là phần cối của máy nè. Nói chung cũng sáng và đẹp. Phần nắp thì nó sẽ như vậy nha. Nắp Daiwa nha. Đây mình thấy nó có chữ Daiwa, logo của Daiwa, chữ Daiwa như thế này. Nắp thì sẽ vầy. Lăng sáng bóng nha, lăng sáng. Gạt cước, hoạt động tốt. Size 7000 luôn nha mọi người, 2000 chỉ là cái tên thôi. Một con máy sóng nữ gà hoạt động tốt. Tiếng nữ gà con này rất là thanh luôn nha. Tiếng nữ gà nói chung là mình thấy cực kỳ thanh luôn á. Là con này thì nó sẽ là có hai thông số luôn á mọi người. Ở đây nó còn có một cái thông số khác nữa là cước số 6. Mình vào 100m. Còn cái tối đa của nó thì như mình nói là cước 7. Mình vào 170m. Thì con này size của nó sẽ là size 7000 nha. Tối đa là size 7000. Máy ở ngoài thì cũng khá là gọn thôi nha mọi người. Máy ở ngoài cũng khá là gọn thôi, chứ nó cũng không có phải là to lắm nha. Tay quay nó sẽ là tay quay dạng gập. Mọi người bấm ở đây là mình gập lại nha. Sử dụng thì mình mở ra nha. Đổi trái hay phải đều được. Máy chạy nha. Máy chạy thì rất là mượt luôn. Máy chạy thì sẽ mượt mà như vậy nha. Chút chặn, hoạt động tốt. Đảo chiều nha. Đảo chiều êm ru nha mọi người. Đảo chiều thì sẽ êm như vậy. Máy quay tới nha. Máy quay tới rất là mượt mà. Và con này nó sẽ là một con Daiwa Spotlight ST2000X. Đây là cái tên. Còn size máy thì nó sẽ là size 7000 nha. Hàng Japan, toàn thân kim loại. Máy thì cũng khá gọn thôi. Và con này nó sẽ có giá là 900k nha. Con 11, 900k. Tiếp theo mình đến với con 12 nha. 12 mà mình muốn giới thiệu thì nó sẽ đến với một con dòng Daiwa mọi người. Nồi đồng của đá nha. Con này nó sẽ là một con Daiwa SS4000C. Con này hàng của nó thì sẽ là hàng Japan nha. Hàng Japan. Ở ngoài chắc con này đẹp tầm khoảng cỡ cũng được trên 85 nha mọi người. Nói chung là cũng tầm 85 đến đoạn khoảng cỡ 90 nha. Rất sáng và đẹp đi. Con này cối của nó sẽ là cối kim loại. Thân này kim loại, tay quay này tay quay kim loại. Núm tay quay sẽ là núm gỗ như vậy nha. Ngoại hình thì nói chung nhìn chung rất là sáng và đẹp luôn nha. Con này thì có chế độ tắt bọc tiếng kêu luôn. Phía sau nha mọi người. Tay quay mọi người đổi trái hay phải đều được nha. Còn để mình coi thông số của nó thì nó sẽ có một cái thông số tối thiểu là như vậy. Thông số tối thiểu của nó thì cước 5. Mình sẽ vào được là 150m nha. Tối đa của nó luôn nha mọi người. Thì cước 10 mình sẽ vào được là 175m. Thì con này size của nó sẽ là size 10000 nha. Còn đây là phần bên trong cối nè. Bên trong cối, phần nắp nha. Đây, ngoại hình tổng quan hình sẽ như vậy. Đây nha mọi người. Còn đây sẽ là phần nắp của nó nha. SS. Lăng thì sáng nha. Lăng sáng như vậy. Gạt cước,
hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt, đấy là tiếng lưỡi gà của máy nha. Con này size tới 10.000 nha, 4.000 chỉ là cái tên nha mọi người. Size nó là tới 10.000 luôn nha. Tay quay thì mọi người đổi tay trái hay tay phải gì đó đều được nha. Tay quay của nó sẽ là tay quay dạng gập, toàn thân con này là kim loại rồi. Tay quay dạng gập mình bấm nút ở đây, mình gặp lại sử dụng, mình mở ra đổi trái phải đều được luôn nha. Máy chạy mượt mà, chốt chặn, hoạt động tốt. Con này có chế độ tắt tiếng kêu nữa nha, khi mọi người bật qua đây thì mình sẽ là tắt tiếng kêu, thì nó sẽ không có tiếng gì hết, nó sẽ như vậy. Chốt chặn, hoạt động tốt, đảo chiều nha mọi người, đảo chiều mượt nha. Và con này về độ bền của nó thì mình cũng không có muốn giới thiệu nhiều, tại vì dòng SS thì nó khá là nồi đồng cối đá rồi mọi người, nói chung là nó rất là bền rồi. Chốt chặn, hoạt động tốt. Và cái con này đây là chế độ không có tiếng nha. Đây, chế độ không tiếng thì mọi người sẽ nghe nó rất là êm như thế này. Và khi mà mọi người muốn có tiếng thì mình chỉ bật ở phía dưới này là xong rồi nè, là nó sẽ có tiếng như thế này. Đây là con này nói chung là khá là lợi ở điểm là mọi người muốn có tiếng cũng được, mà không có tiếng gì đó cũng được hết. Nó rất là tiện luôn á. Nhiều khi mình muốn có tiếng nhưng không tiếng cũng được. Chốt chặn, hoạt động tốt luôn. Máy quay tới rất là mượt nha. Và con này nó sẽ là một con Daiwa SS4000C là tên. Size của nó thì sẽ là size 10.000 nha mọi người. Size 10.000, hàng Japan. Toàn thân nó sẽ là kim loại nha. Và con này thì nó sẽ có giá là 1.500.000 nha. Con 12, 1.500.000. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 gặp Phương để đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào mọi người.